Hello các bạn nha. Thì mình thấy là bên Rufus người ta vừa mới ra cái phiên bản Rufus 4.3 xong và cũng có một số bạn yêu cầu mình là làm cái video à, cài Windows 11 bằng cách tạo cái USB boot với phần mềm Rufus 4.3 xem như thế nào. À, thì trong video này mình sẽ tiến hành là mình tải và mình tạo USB boot bằng phần mềm Rufus 4.3 à, để mình cài cái Windows 11 cho các bạn xem. Cũng như là test thử xem là khi mà các bạn cài uh, Windows bằng cái app Rufus để tạo USB ấy, thì cài xong nó có loại bỏ đi được những cái bloatware hay gọi là những cái app built-in có sẵn trong Windows 11 hay không? Khi mà cài tự động các bạn nha. Ok giờ chúng ta bắt đầu thử các bạn nha. Rồi đầu tiên thì mình sẽ mở cái trình duyệt lên Mình à, truy cập vào website là rufus.ie Rồi các bạn kéo xuống dưới Các bạn sẽ thấy cái phiên bản mới nhất bây giờ là phiên bản Rufus 4.3 Mình sẽ bấm vào đây để mình tải về Rồi nó tải xong này, mình mở ra nhé Đây các bạn chúng ta sẽ có một cái file à, cài đặt như thế này của Rufus phiên bản 4.3 Bây giờ mình sẽ tiến hành là mình tạo cái USB boot bằng cái Rufus 4.3 này Click đúp vào cho chạy lên Yes. Rồi mình nhấn yes cái này luôn. Đây là giao diện của Rufus 4.3 các bạn. Ở đây thì mình sẽ sử dụng một cái USB dung lượng là 32 GB ha. Các bạn chỉ cần một cái USB tầm khoảng 8 GB thôi là các bạn có thể tạo được cái USB boot à có chứa bộ cài đặt Windows rồi. Ở đây mình nhấn select và mình sẽ tìm đến cái file ISO Windows 11 mà mình đã tải trước đó. Đây là file ISO Windows 11 phiên bản 22H2 V2 mới nhất mà mình đã tải trước đó. Nhấn open. Rồi sau đó mình sẽ giữ nguyên tất cả những cái này Và mình nhấn Start Nó báo cái này Mình tích hết vào đây luôn các bạn Tích hết vào đây luôn ha Rồi sau khi tích vào xong Mình nhấn OK Nhấn OK một lần nữa để nó tiến hành nó tạo các bạn Rồi chúng ta sẽ chờ nó tạo USB nha Rồi nó đã tạo xong Chúng ta nhấn Close Ok vậy là chúng ta đã tạo xong cái USB boot Có chứa bộ cài Windows 11 bằng phần mềm Rufus phiên bản 4.3 mới nhất các bạn nha. Bây giờ mình sẽ khởi động máy tính lại và mình cho nó boot vào cái USB để chúng ta tiến hành chúng ta cài Win các bạn nha. Đây là cái menu boot trên máy của mình, mình sẽ cho nó boot vào cái USB ha. Đây, cho boot vào cái dòng USB SanDisk của mình này. Rồi tại giao diện cài đặt Windows ở đây, cái ngôn ngữ ấy, thì mình sẽ giữ là English US nhưng mà ở cái phần mà time and currency format này các bạn sẽ kéo xuống và ở đây mình sẽ chọn là English World các bạn nha Chọn English World này. Thay vì là mình sẽ để là English US thì mình sẽ để là English World. Bấm vào đây. Và mình nhấn next. Mình chọn install now. Rồi mình cứ cài bình thường các bạn, chọn I don't have product key này. Ở đây mình cũng chọn là Win 11 Pro. Next, accept, next. Custom rồi ở đây mình sẽ cài vào cái Ride right hai này của mình các bạn Chọn đây Rồi mình nhấn Next Và mình chờ cho nó cài thôi các bạn Ok, nó đã cài xong và đã vào trong Windows các bạn. Các bạn thấy là khi chúng ta tạo cái USB boot bằng phần mềm Rufus phiên bản 4.3 thì nó cài hoàn toàn tự động. Chúng ta không cần phải làm bất cứ gì cả. Và nó chạy vào Win luôn. Một cách ngon lành các bạn ha. Đấy, rất là ngon lành luôn. Và bây giờ mình sẽ kiểm tra thử nhé. Ở đây thì các bạn thấy này. Nó vẫn còn những cái app built-in ở đây. À, mà chúng ta hay gọi là những cái app rác đó. Thì cái cách cài đặt này ấy, là mục đích mình cài để loại bỏ đi những cái plotware hay còn gọi là những cái app built-in có sẵn trong Windows 11. Nhưng mà khi mà các bạn cài bằng cái cách cài tự động của phần mềm Rufus thì nó không có bỏ đi được các bạn. À, nó vẫn còn lại này à, nó vẫn còn lại những cái app built-in này, à, nó không có bỏ đi được ha. Nếu mà các bạn muốn loại bỏ đi những cái app built-in này thì mình nghĩ chắc là các bạn sẽ phải cài thủ công. À, chứ các bạn không có được cài à, tự động bằng cái app à, rufus các bạn ha Đó. mặc dù là ở đây thì mình thấy là những cái app build in này nó khá là ít ấy mình không biết là nó có loại bỏ đi được à, nhiều hay không Đó, nhưng mà mình thấy là có vẻ như là không loại bỏ cái nào cả nhưng mà cái à, app rufus này ấy, nó giúp các bạn cài win tự động rất là nhanh và chuẩn luôn thì à, ở trên cái bản rufus phiên bản À, trước đó một hai phiên bản thì nó đã có tính năng cài tự động này rồi nhưng mà mình thấy cái phiên bản vừa rồi là phiên bản 4.2 thì à, nó có một số lỗi ở trên một số máy cài nó bị lỗi còn trên phiên bản 4.3 này thì người ta ra để người ta sửa lỗi thì mình không biết là à, có máy nào bị lỗi hay không nhưng mà hiện tại trên máy mình cài thì nó rất là ok các bạn ha thì à, nếu các bạn quan tâm các bạn có thể tải về các bạn trải nghiệm các bạn nha hello các bạn thì vừa rồi mình vừa mới chia sẻ các bạn xong à, cái cách mà các bạn cài Windows 11 bằng phần mềm Rufus 4.3 tạo ra cái USB boot để cài tự động và chúng ta cũng đã trải nghiệm xong đã có kết quả là khi mà cài tự động bằng phần mềm Rufus như vậy thì nó có loại bỏ đi những cái app built in hay không chúng ta hay gọi là những cái app rác đó thì à, các bạn thấy rồi đó khi mà cài tự động như vậy thì nó vẫn giữ lại những cái app rác các bạn ha à, và không bỏ đi được thì mình nghĩ là nếu như các bạn mà muốn cài cái kiểu mà bỏ đi những cái app rác Chắc là các bạn sẽ phải cài thủ công thôi. Chứ các bạn không thể nào cài tự động như này được. Thì mình thấy là những cái app uh, built-in này hay chúng ta còn gọi là những cái plotware này ấy, nó cũng không có gì ảnh hưởng đến cái máy chúng ta cả. Cho nên là mình nghĩ các bạn cứ giữ lại như vậy đi. Để khi các bạn cài ấy, nó được tự động hoàn toàn. Cho cái việc cài đặt chúng ta nó được dễ dàng hơn các bạn ha. Rồi thì cái video này chỉ đơn giản vậy thôi. Mình hy vọng rằng sẽ ước các bạn ha. Nếu các bạn có nhu cầu mua Win 10, 11, Office 365 bản quyền giá rẻ thì các bạn hãy ủng hộ mình nha mình có để số điện thoại hoặc Zalo ở trên màn hình đấy. Các bạn nhớ ủng hộ mình ha. Rồi, cái video này mình xin tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn các bạn theo dõi và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye các bạn.